bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ. Tập 49. Tôi muốn nói với chị là chị tốt hơn Rumina rất nhiều. Chị chắc chắn sẽ là người vợ hoàn hảo của ba tôi, vì chị quan tâm và chị yêu thương ông ấy. Chị xứng đáng được ba tôi yêu hơn ả ta. Nhưng giờ đã quá muộn màng rồi. Bởi vì anh ấy không còn nữa. Chính là Rumina đã giết anh ấy. Nhưng rất tiếc là kẻ giết ba tôi vẫn chưa bị pháp luật trừng trị. Tôi sẽ tìm lại công bằng cho Robert tội nghiệp của tôi. Nhưng lần trước chị đã thất bại rồi, không phải lúc sao? Tôi chưa có sự chuẩn bị. Tôi cần thời gian để lên kế hoạch tốt hơn. Nhưng mà tôi hứa với cô, tôi xin hứa Daniela, lần này tôi sẽ làm được. Tôi sẽ bắt Romina phải trả giá cho những gì mà cô ta đã làm với tình yêu của tôi. Tôi xin hứa. Alo. Ba cuối cùng ba cũng bắt máy rồi. Ba ở đâu vậy? Con gọi ba từ nãy tới giờ luôn đó. Xin lỗi, ba đang trên đường tới nhà một người bạn. Họ mời ba tới dự tiệc. Sao vậy? Khi nào ba về tới nhà? Có chuyện gì? Bác Leon đã tới đây để tìm ba đó. Hắn ta có nói gì cũng đừng tin. Cô đừng có lo, ba sắp về tới nhà rồi à. Chết sao vậy? Lại là cái thằng khốn Leon. Hình như hắn lại đứng về phía Rumina. Rosa nói là hắn tới nhà anh. Hả? Vậy thì anh mang của nợ này theo để làm gì? Tại sao lúc nãy chúng ta không xử cô ta luôn để mà khỏi rắc rối về sau chứ? Để làm gì? Em muốn cảnh sát biết là em giết cô ta hả? Cảnh sát thừa biết là Rumina đang tìm em. Nếu như không phải là em giết cô ta, vậy thì còn ai nữa đây? Vậy bây giờ sao? Ý anh là chúng ta sẽ để cô ta sống nữa hả? Cô ta nhất định phải chết. Nhưng mà chúng ta phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng để tránh sự nghi ngờ của cảnh sát. Chắc là họ về rồi. Luật sư Bernard, anh đã tìm ra Alvin chưa vậy? Vẫn chưa. Nhưng mà Leon đang phối hợp với cảnh sát để bắt hắn ta. Nhưng mà Cassie đã nói. Nếu vậy thì mẹ con đang ở đâu hả? Tại sao mẹ con không về chung với chú? Chú ơi, mẹ con đang ở đâu vậy? Cassie à, Alvin đã bắt cóc mẹ con. Alvin, em phải buộc cho chắc đó. Chúng ta không thể để cô ta thoát được. Daniela, có chuyện gì? Hector, tôi sẽ để Eva đi. Tại sao? Tôi nghĩ chị ta sẽ không giúp được gì. Nếu chúng ta cứ để chị ta ở nhà hoài, có thể chị ta sẽ gây ra chuyện. Thì nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Romina trong thời gian này, đó không phải là lỗi của tôi. Daniela, tôi sẽ kêu tài xế tới đón cô. Cô phải tới đây. Ở đâu chứ? Chúng tôi đã bắt Rumina. Tôi sẽ giao cô ta cho cô. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Tại sao anh bắt Rumina? Anh đang khiến chúng ta gặp nguy hiểm đó. Tôi không muốn liên quan tới chuyện đó nữa. Cô ta đã thấy tôi và anh Vin. Chúng tôi cũng không còn lựa chọn. Đó là vấn đề của anh. Tôi cúp máy đây. Ba Leon có nói gì không chú? Có tin tức gì của mẹ con không vậy chú? Chú nói con nghe đi. Vẫn không có gì. Nhưng mà Leon đang trên đường tới nhà hát to để tìm thêm manh mối hỗ trợ cho chúng ta. Cái xe con gọi cho ai vậy? Con gọi cho ba chị Boy. Con sẽ kêu ba chuẩn bị xe. Con định đi đâu chứ? Con phải đi tìm mẹ con. Cái xe à? Chú Bernard à, con phải làm chuyện đó. Mẹ của con đang gặp nguy hiểm mà. Cậu sẽ đi với con. Mẹ cũng đi nữa. Không ai đi đâu hết. Nhưng mà anh Bernard à, tôi biết mọi người rất lo lắng cho Romina. Nhưng mà nếu ra ngoài trong lúc này, Hector sẽ dễ dàng tấn công mọi người hơn. Mọi người sẽ là nạn nhân tiếp theo. Chú Bernard ơi, mẹ con cần con trong lúc này mà chú. Mẹ con đang gặp nguy hiểm. Cassie à,
Con phải để chuyện này cho người lớn xử lý mới được chứ. Bác hứa với con, bác sẽ đưa mẹ con trở về sớm. Con hãy tin bác đi. Làm ơn đưa mẹ con trở về, con không thể chịu nổi nếu như có chuyện gì xảy ra với mẹ. Làm ơn cứu mẹ con với, làm ơn cứu mẹ con đi mà. Con muốn mẹ con ở nhà với con thôi. Maga. Mẹ, sao mẹ về trễ quá vậy? Maga, bây giờ con vào phòng ngủ sớm đi. Không sao đâu, con vẫn đang bị đình chỉ học tập mà, cho nên là ngày mai con không cần phải đi học. Maga, con à. Không sao đâu mẹ, con đã quen với việc mọi người nghĩ con là kẻ xấu rồi. Trong mắt họ con thường là kẻ phản diện. Họ có thể phán xét con theo cách họ muốn, nhưng mà không sao hết. Con biết con không phải là người như vậy. Đúng vậy Maga, mẹ không dạy con chiến đấu vì những thứ vô nghĩa. Nhưng mà mẹ, mặc dù con biết mình không sai, nhưng mà con vẫn lo lắng cho việc học tập sắp tới của con. Khi con phải vào trường đại học, nếu nhà trường biết con từng bị đình chỉ học tập, con chắc là họ sẽ cân nhắc về việc nhận con vào học. Nhưng tất cả không phải là lỗi của con, tại các si thôi. Maga, tất cả những bất hạnh mà chúng ta đang trải qua lúc này đều là tại Cassie và Romina. Con cứ đợi đi, dù sớm hay muộn, họ sẽ không thể làm phiền chúng ta nữa. Chừng nào hả mẹ? Con mệt mỏi khi phải đấu đá với con nhỏ Cassie lắm rồi. Con cũng không thích đối mặt với chị Romina. Cuộc sống của chúng ta không thể bình yên như trước được sao? Không tiếng cãi vã, không có vấn đề, không có kẻ thù. Và hơn hết, mọi người ngưỡng mộ chúng ta. Sẽ sớm thôi con, rất sớm. Tôi từng gặp anh rồi. Tôi cũng gặp cô rồi. Romina, đây, giao nói cho cô đó. Romina, 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 Romina. Romina, Romina, Romina. Ba về rồi. Ba ơi, lại là bác sao? Bác chỉ muốn nói chuyện với ba con thôi. Thấy to không ở nhà, ba con vẫn chưa về nữa. Dù ba có nghĩ gì đi nữa thì ba của con cũng không liên quan gì tới chuyện đó hết. Ba của con vừa thăm một người bạn ở tỉnh khác thôi. Là bạn nào? Là anh Bơ, một người bạn tốt của tôi. Dion, bán đồ ăn về không? Tôi mang về nhiều lắm. Rosan, đem hâm lại rồi chúng ta. Sao hả, Leon? Anh có chuyện gì? Mày đừng ở đó giả vờ nữa hết to. Domina bây giờ đang ở đâu? Bỏ ra đi. Anh để tôi yên. Tôi còn không biết là cô ta đã mất tích. Tại sao khi người phụ nữ đó mất tích thì anh lại nghĩ là tôi làm hả? Bởi vì chỉ có mày mới làm như vậy mà thôi. Thiệt hả? Vậy còn người đàn bà bị điên đó thì sao? Người đến từ đảo Trandy. Sao hả? Cô ta tên gì? Eva. Cô ta cũng có khả năng mà.
trước đây còn từng bắt cóc Cassie nữa. Cô ta không thể nào bắt cóc Romina một mình được đâu. Trước đây cô ta từng làm chuyện đó rồi. Mày bớt ngụy biện trước mặt tao đi, Hector. Là mày đã giết chết Robert. Ê, nè. Lúc nãy là Romina, giờ là Robert. Vậy nếu anh nghĩ chắc thiên hạ mà chết hết là do tôi làm hả? Bọn tao sẽ tìm ra chứng cứ để buộc tội mày. Tao đảm bảo điều đó đó. Con có sợ không Romina? Con nghĩ là tôi sẽ cho cô chết dễ dàng vậy hả? Cô nghĩ sao? Cô nằm mơ đi. Tôi sẽ tra tấn cô Romina. Tôi sẽ khiến cho cô chết dần chết mòn. Romina, 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 Romina. Danila, họ tới tìm con. Chị của tôi ở đâu hả? Anna, chút, Anna. Để yên, lại đi. Để yên nào, để yên, thôi đi. Để yên, điên hả? Để yên, lại, dừng lại đi, để yên. Để yên nào, đủ rồi đi. Còn thôi đi mà. Chị Romina mất tích rồi, họ đã bắt cóc chị ấy đó của Esther. Hả? Romina mất tích rồi sao? Chúng tôi đã nhận được thông tin về vụ đấu súng giữa anh Vin Mancubat và bà Mondragon ngày hôm qua. Nếu đã biết anh Vin là nghi phạm rồi thì các người còn đến tìm tôi làm gì nữa? Bởi vì chị là đồng phạm của hắn. Sao chị không để chúng tôi yên đi hả? Mày câm miệng lại đi. Tao không làm gì có lỗi với mày. Tụi bay mắc nợ tao vì chị gái của mày đã giết ba tao. Như vậy là đủ rồi. Chúng tôi chỉ muốn biết cô đã ở đâu vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm qua mà thôi. Tôi đã ở cùng với bạn tôi là Savannah cả ngày hôm qua. Cứ đi mà hỏi cô ấy đi. Nè, cô đang làm gì vậy? Hả? Tại sao cô lại giết Robert? Tại sao cô dám làm điều đó? Cô không biết, cô không biết là tôi rất yêu anh ấy sao? Rất là yêu. Dù anh ấy bỏ rơi tôi, dù anh ấy đã có gia đình khác, tôi cũng không làm gì hết, không tổn thương anh ấy. Tôi đã tìm anh ấy, tôi đã cứu anh ấy, tôi từ bỏ tất cả vì anh ấy. Vậy mà cô, Tại sao cô lại giết anh ấy? Hả? Tôi không có giết Robert. Cô muốn nói gì hả? Hả? Có phải không? Cô muốn nói gì? Cô định nói gì hả? Cô muốn nói gì? Hả? Cô muốn nói gì? Hả? Tôi không có giết Robert. Chính Hector là người đã giết anh ấy mà. Hector mới là kẻ giết người. Hắn ta đang lợi dụng con. Cô dám nói dối hả? Eva, tôi vô tội mà. Nếu như Robert biết được, anh ấy sẽ không muốn cô làm như vậy với tôi. Và anh ấy biết là tôi vô tội. Tôi không hề vô tội. Tôi thề với cô đó, tôi không có làm gì hết mà. Eva, cô phải tin tôi. Mẹ coi. Maga, bạn đang làm gì ở đây vậy? Bạn bị đình chỉ rồi mà. Tại sao bạn lại mặc đồng phục? Để mình có thể vào trường. Mình chỉ muốn nói chuyện với bạn thôi. Mình xin lỗi vì hôm qua đã nổi giận với bạn. Bạn không cần phải xin lỗi mình đâu. Mau về đi, huấn luyện viên có thể nhìn thấy bạn ở đây đó. Khoan, vậy là mình quà có phải không? Bạn không giận mình nữa hả? Samiento, Bartolome, hai em đang làm gì vậy? Thầy đã nhắc nhở rồi mà. Dạ, Maga, ghé qua đây để lấy đồ thôi thầy. Chẳng phải thầy đã nói là em không được ngủ ở đây rồi sao? Đó là cái gì? Dạ, em đã định nói cho thầy biết. Thầy luôn dạy các em là cả đội chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau mà, Samiento. Thầy đặt niềm tin vào em như vậy. Nhưng mà rốt cuộc em đã làm cái gì hả? Sao em lại ở đây? Người giám hộ của em đâu? Còn em nữa, em Bartolome, thầy đã cảnh báo em không được vào đây rồi mà, không phải sao? Dạ. Mình xin lỗi. Thưa thầy, Maga không có lỗi trong chuyện này đâu ạ. Đây là lỗi của em.
Thầy không muốn thấy chuyện này thêm một lần nào nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được rồi, em vào lớp trước đi. Nghĩ làm hả? Sao hả? Chúng ta sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Xem như cảnh sát chưa tới đây và buộc tội chúng ta gì hết à? Carlos, Daniela, em không thấy mệt mỏi vì những chuyện xảy ra sao? Anh thì chán lắm rồi. Anh rất mệt mỏi rồi. Vì vậy trong khi anh vẫn còn có thể, anh muốn dừng tất cả những rắc rối này lại. Anh muốn làm gì hả? Anh muốn đi tìm Romina sao? Thôi đi Carlos. Nói thật hả? Anh xem Romina quan trọng hơn gia đình chúng ta sao? Tôi không thể nào tin được anh. Daniela, anh làm điều đó vì gia đình của chúng ta, để chấm dứt những thứ hỗn độn này. Còn em thì hình như em rất mừng khi biết Romina mất tích. Vì có thể cô ấy đã gặp chuyện gì đó xấu xa rồi. Cuối cùng anh cũng đã thừa nhận rồi Carlos. Anh vẫn còn lo lắng cho Romina. Carlos, Maga bây giờ đã lớn rồi. Chúng ta đã có đứa con thứ hai nữa. Tại sao anh vẫn còn yêu cô ta dù chúng ta đã kết hôn? Daniela, em đang nói cái gì vậy hả? Anh làm điều đó vì nó là việc phải làm mà. Nó được gọi là lòng trắc ẩn. Đó là tình người đó. Eva, cái gì? Cô đang làm cái quái gì vậy? Tại sao cô ta vẫn còn sống? Cô đang làm gì vậy hả? Chỉ là tôi chưa chắc lắm. Tôi không biết nữa. Cô không chắc cái gì hả? Mày mau nói sự thật đi, là mày đã giết chết Robert. Mày mau nói đi, nói đi. Cứ im đi không hả? Muốn tao bắn nát sổ mày không hả? Cấm miệng lại đi. Đừng có nói nữa. Nếu không tôi sẽ giết anh trước. Lát nữa tôi quay lại thì cô phải làm cho xong đó. Nếu không thì tôi sẽ giết cả hai người. Hector, 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 mày ra đây, nhanh lên. Carlos, Carlos, anh dừng lại đi. Daniela, đừng ngăn cản anh. Anh biết anh tới đúng chỗ rồi. Đủ rồi, về thôi. Chúng ta về nhà đi. Hector, nhanh lên. Carlos, anh thôi đi. Trời đất, khách bất ngờ, sao tới không báo trước? Còn đồ ăn thừa thôi hả? Tao đã chịu đựng đủ rồi Hector. Tao biết mày lại làm trò đê tiện gì đó với Romina. Và lần này mày đang kéo gia đình tao vào âm mưu của mày. Carlos, cho đi lo. Cô phải lấy dây xích chồng của cô lại đi. Anh ta là giở trò lưu manh rồi. Bước ra đây rồi tao cho mày thấy. Đủ rồi Carlos. Sao vậy? Mày lại bên vực bạn gái cũ nữa phải không? Hả? Ngay trước mặt vợ của mày. Carlos, chuyện này phải dừng lại thôi anh. Đi về đi, nhanh lên. Nghe lời vợ mày kìa. Làm ơn, đừng làm em mất mặt ở đây. Hả? Tới nước này mà anh vẫn còn muốn bảo vệ Romina sao? Anh đã nói với em lý do anh làm việc này rồi, có đúng hay không? Anh muốn chấm dứt tất cả những chuyện này, để cho gia đình của chúng ta có thể yên ổn mà sinh sống. Anh đang làm điều này vì gia đình chúng ta, cho nên em phải cắt đứt mối quan hệ với người đàn ông đó. Daniela, nếu anh biết em có liên quan gì tới chuyện này bằng một cách nào, cho dù đó là gián tiếp đi nữa, em cũng sẽ không được gặp các con đâu. Carlos, mì coi, mì coi, chờ chút bà. Mình thật sự xin lỗi, mình không muốn bạn bị phát hiện đâu. Chúng ta không làm gì được đâu Maga, nó đã xảy ra rồi. Bây giờ bạn sẽ định làm gì? Bạn sẽ ở đâu? Bạn có muốn mình nói chuyện với bà nội để bà giúp cho bạn không? Ông Colas sẽ lại nổi giận cho mà coi, mình tự lo được. Đi coi, sao lại đứng đây? Quân liên viên đã đuổi mình rồi. Mình đã bị phát hiện. Maga, chuyện gì? Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ của mình không? Là chuyện gì thì mình cũng không quan tâm. Mình không muốn liên quan gì đến gia đình của bạn nữa. Maga, Maga, bạn là người duy nhất có thể giúp mình lúc này. Mẹ mình đang bị mất tích, và mình chắc chắn là chị Daniela biết mẹ mình đang ở đâu. Bạn đang ám chỉ là mẹ mình là bắt cóc sao? Maga, chị ấy đang thông đồng với bác Hector, và chúng ta không bao giờ biết được chị ấy có thể làm gì. Dù sao thì ta cũng đã bị đình chỉ rồi. Maga, 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 ba làm gì vậy? Maga, tụi mình đã nói chuyện rồi mà.
bởi vì nó đã vượt quá giới hạn. Mẹ con nó luôn làm gia đình của mình đau khổ. Maga, mình chỉ muốn nhờ bạn giúp mà thôi. Không, Cassie, mày đã hủy hoại cuộc sống của bọn tao. Cho nên nếu mày không muốn tao hủy hoại cuộc sống của mày thì hãy để mẹ tao yên. Nếu không thì mày chờ nhận hậu quả từ tao đi. Thì cô cứ làm đi, giết tôi luôn đi. Tại sao? Cô muốn chết hả? Không có gì khác biệt đâu. Nếu như bây giờ cô không giết tôi thì lát nữa bọn chúng cũng sẽ giết tôi thôi. Không, không, họ sẽ không giết cô. Trước hết tôi phải tìm hiểu xem cô có tội hay không. Eva, cho dù cô biết tôi vô tội, cô cũng không thể chống lại chúng được đâu. Không đâu, tôi có thể. Nhưng mà, cô sẽ đánh bại bọn họ. Cô phải nghe tôi. Rồi mới sẽ rất vui. Nếu như chúng ta phối hợp với nhau, anh ấy yêu tôi và anh ấy yêu cô, đâu mất yêu cả hai. Tôi biết anh ấy sẽ rất vui nếu chúng ta phối hợp với nhau để đòi lại công bằng cho anh ấy mà. Eva, Eva, cô nghe tôi nói đi. Hãy cởi trói cho tôi đi. Cởi trói cho tôi đi. Là gì đâu mất. Tôi biết đâu mất rất là yêu cô. Eva, chúng ta phải hợp tác với nhau. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hắn đang giấu Romina ở đâu chứ? Xe của ai vậy? Đây là. Anh ở đâu? Gặp nhau đi. Hãy đưa tôi tới chỗ Romina. Chắc là nó đã quẹo ở đây. Anh nghĩ là anh có thể theo tôi sao? Chúng ta sẽ phối hợp với nhau. Tất cả vì Robert. Anh ấy sẽ rất vui. Chúng ta sẽ phối hợp với nhau. Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau. Anh ấy sẽ hạnh phúc mà. Khoan đã, chờ một chút. Eva, Eva, chờ một chút. Chờ một chút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có chuyện gì vậy hả? Romina đâu rồi hả? Tại sao cô lại hỏi tôi chứ? Tôi tưởng là cô đã giết cô ta rồi. Không thể tin được mà. Hãy nhanh chóng tìm cô ta, mau lên. Đằng kia kìa, họ đuổi theo đi. Nhanh lên. Sao tự nhiên mà cô lại muốn gặp Romina? Nhận ra rồi hả? Cô đã nhận ra là chồng cô yêu Romina. Tên ngốc đó, chắc là tôi làm hắn quéo rồi. Anh im lặng một chút được không? Cô định làm gì khi chúng ta tới đó? Tôi chỉ muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời tôi một lần và mãi mãi. Cách nào? Giết cô ta sao? Cô muốn giết người hả? Có lo, chắc là khi chúng ta tới đó thì Romina đã chết rồi đó. Cái gì? Cô ta đâu rồi ta? Eva đang ở đó. Cô ta muốn như vậy. Cô ta nói là muốn tự mình giết Romina. Tôi sẽ tìm lại công bằng cho Robert tội nghiệp của tôi. Nhưng lần trước chị đã thất bại rồi, không phải sao? Tôi chưa có sự chuẩn bị. Tôi cần thời gian để lên kế hoạch tốt hơn. Nhưng mà tôi hứa với cô, tôi xin hứa Daniela, lần này tôi sẽ làm được. Tôi sẽ bắt Romina phải trả giá cho những gì mà cô ta đã làm với tình yêu của tôi. Đằng kia, đi thôi. Cassie ơi, mẹ sẽ về. Mẹ hứa là mẹ sẽ quay trở lại. Mẹ sẽ về với con mà, mẹ xin hứa. Romina đang ở đâu? Cô ta ở trong đó. Nhưng mà không biết là còn sống hay đã chết. Romina! Romina! Romina, mau xuất hiện đi! Tiếng của Romina phải không? Cô ở đây, tôi đi tìm. Tiếng của Romina, nhanh lên. Xin mời vào. Chị tôi đã mất tích được một thời gian rồi. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm cô Romina.
Chúng tôi đã thêm tên cô ấy vào danh sách những người mất tích tại trụ sở cảnh sát rồi. Được rồi, cảm ơn các anh. Nếu như có bất kỳ tin tức nào, hãy báo cho chúng tôi biết. Được rồi, có gì chúng tôi sẽ thông báo. Xin phép đi trước. Lumina! Lumina! Cô mau xuất hiện đi! Tôi sẽ giải thoát cho cô khỏi mọi đau đớn. Lumina! Lumina! Đằng kia. Lumina! Lumina! Ta chia nhau ra tìm đi. Hướng đó. Được rồi. Anh à. Em làm gì ở đó vậy? Anh tưởng em là Romina. Anh à, lần sau phải cẩn thận đó. Chỉ một chút nữa thôi là anh bắn vào đầu em rồi. Nè, đã có chuyện gì vậy? Tôi bị bắn, anh ấy bắn nhầm tôi. Hình như nó chỉ sượt qua da mà thôi. Không có bị gì đâu. Đi thôi, tìm Romina. Nè nè nè, anh Vinh. Anh nghĩ là bây giờ em nên về đi. Em mà còn ở đây nữa là sẽ bị mất máu đó. Anh à, không sao đâu. Em muốn đi tìm tiếp. Nếu để Romina trốn thoát thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Nhất là anh đó. Anh đi tìm thôi, nhanh lên đi. Anh Vin, em bị thương rồi kìa. Anh chỉ sợ là Romina chưa bị giết thì em đã chết trước cô ta rồi. Anh không muốn tính mạng của em gặp nguy hiểm. Anh à, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà. Cùng nhau giải quyết. Em về nhà đi. Chúng ta đi. Đúng đó. Đừng có theo đó.
Nè Bi con, bạn có thể để đồ ở trong này nè. Tốt à, bạn không cần phải làm chuyện này đâu. Bi coi à, đáng lẽ mình nên giúp bạn sớm hơn mới phải. Bây giờ bạn không còn chỗ nào để đi mà. Dạ bác, con chào bác ạ. Bác chào con Mi coi. Bác xin lỗi, căn phòng này hơi nhỏ một chút, nhưng mà bác đã cố gắng chuẩn bị cho con đó. Dạ con cảm ơn bác Bernard, nhưng mà thật lòng thì con không muốn làm phiền gia đình của mình đâu ạ. Chừng nào mà con tiết kiệm đủ tiền thì con sẽ dọn đi ngay. Mi coi à, không cần lo chuyện đó đâu. Ở đây chúng ta là một gia đình mà, chỉ cần con thoải mái, muốn ở bao lâu cũng được. Ok, đừng có lo. Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ.